Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Sao Miến Thịnh Phát. Như mọi người cũng biết, từ xa xưa hồng sâm và nấm linh chi được biết đến là những dược liệu quý hiếm vô cùng tốt cho sức khỏe. Đa phần người dùng sẽ sử dụng riêng lẻ từng loại, nhưng mọi người có biết khi kết hợp chúng lại với nhau sẽ mang lại lợi ích gấp đôi cho cơ thể. Hồng sâm được chế biến từ nhân sâm 6 năm tuổi, trải qua nhiều lần hấp sấy kỳ công bằng phương pháp cổ truyền Hàn Quốc. Chúng chứa đến 34 loại saponin cùng các vitamin, khoáng chất giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn máu. Vì thế, hồng sâm đã được y học cổ truyền mệnh danh là thượng phẩm bồi bổ. Trong khi đó, linh chi được ưu ái với tên gọi thượng phẩm thải độc vì chúng chứa các dược chất rất tốt trong việc hỗ trợ thải độc cơ thể, phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về gan, ổn định huyết áp, đưa các hoạt động của cơ thể trở về trạng thái cân bằng. Vì thế, việc kết hợp hồng sâm với linh chi sẽ hỗ trợ lẫn nhau, giúp tăng dược chất và dẫn nhanh chúng đến tế bào để cải thiện nhanh chóng các vấn đề sức khỏe hơn so với sử dụng riêng lẻ từng loại. Những người có sức khỏe yếu kém đang trải qua quá trình điều trị bệnh, khi sử dụng sản phẩm có hồng sâm và linh chi sẽ vừa bồi bổ cơ thể, tăng sự dẻo dai, vừa hỗ trợ thải độc gan, thận, giảm các tác hại từ các tân dược lên cơ thể, giúp cơ thể có sinh khí, da dẻ hồng hào, tinh thần phấn chấn hơn. Đặc biệt, nam giới hay có thói quen sử dụng thuốc lá hay đồ uống có cồn. Nếu thường xuyên sử dụng sản phẩm có linh chi và hồng sâm sẽ giúp ngăn ngừa các vấn đề về gan, mỡ trong máu. Còn phụ nữ sử dụng kết hợp hai loại dược liệu này sẽ bổ âm, ích khí, da dẻ trở nên hồng hào, căng mịn, sạm nám cũng được đẩy lùi đáng kể. Sao Miến Thịnh Phát xin gợi ý đến quý khách một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe có sự kết hợp giữa hồng sâm và nấm linh chi. Nước hồng sâm linh chi bô trơn Hàn Quốc hộp 30 gói. Cao hồng sâm linh chi bô trơn Hàn Quốc hộp 2 lọ, mỗi lọ 240g. Cao hồng sâm linh chi ti ung Hàn Quốc hộp 2 lọ, mỗi lọ 240g. Cao hồng sâm linh chi Achimadan hộp 2 lọ, mỗi lọ 240g. Nước hồng sâm nhung hưu linh chi KGS hộp 2 chai, mỗi chai 750ml. Trà nhân sâm linh chi hộp cổ 100 gói. Để được tư vấn lựa chọn các sản phẩm từ hồng sâm và linh chi chính hãng an toàn cho sức khỏe, quý khách có thể truy cập vào website nhansamthinhphat.com hoặc gọi điện hay nhắn Zalo đến hotline 0907799988 để được tư vấn. Còn bây giờ, chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.